Đi. Biết sao dấu phẩy không? Sao dấu phẩy là phần thập phân. Thì chữ số thập phân thứ nhất là bắt đầu từ số mấy? Chữ số thập phân thứ năm. Chữ số thập phân thứ nhất là số mấy? Mày nhìn rồi mày nói nghe không? Sao số 2 là số mấy? 1, 4, 2 8. Sao số 2 là số mấy? Tao không kêu nói là sao số 2 có tất cả bao nhiêu số? Số 1. Số 1 có cần cộng thêm một đơn vị không? Không. Vậy đọc đi. 5, 7, 2. Đọc tiếp. Đúng rồi. 1 mấy? Số 1 giống. Dạ ơi, làm tròn cái này còn lại là số mấy? Số 0. Đọc đi. 0, 0, 0, 0, 0. Sao dấu phẩy là những số 0 dột?